tức là mình chỉ đến cái quả đang. Bây giờ mình insert, cũng dùng cái này insert vào cơ sở liệu. Đó, các em biết còn insert SQL đi. Để người viết các em thì dùng F của Git này. Insert này, new query window. Đấy. Thay thế cái mục query. Insert này, đây một hàng này. Và new là mã hàng tên hàng đơn vị chính có 3 cái thôi. Mã hàng dụ là 201 này, 12 này. Tên hàng là TD thủ lạnh hàng. Thủ lạnh này. Đơn vị chính là cái này. Đồng một cái đúng không? Ở chạy phát nữa thôi nhá. Lỗi là pha đúng không? Bây giờ các em copy nguyên cái này vào trong syntax. Đấy. Nhưng mà cái chỗ dưới thì các em thực thi là bây giờ viết cái này. Hả? Insert bằng nào cũng được. Tùy em sẽ thích bằng nào thì viết bằng đấy. Nó to đấy, ừ được. Đây, giờ tạm thời cái hiển thị này. Thì chỉ là cho một cái thủ tục, cho một phương thức riêng này. Cho dễ nhá, khỏi bị vấn đề. Bây giờ các em biết một phương thức static này. Void này, thêm mới này. Cái thêm mới cái hiển thị nó giống hệt nhau, rồi các em copy phần trên này vào này. Đầu tiên các em chưa cần kết thu gọn thì em cứ viết dạng này trước đã. Khi nào thành thạo quen rồi anh thường giúp em chuyển về dạng mô hình ra nữa, lúc đấy mình viết code ngắn hơn. Bây giờ để học này các em, bây giờ lúc thêm mới làm tương tự thôi, khác mỗi cái là chỗ truy vấn này, để chuyển đến phương thức rồi, để phương thức các em đã học rồi đấy, thu nhỏ vào hiển thị với static này, void là tên hiển thị, xong viết nội dung bên trong thôi, copy bên dưới viết thêm này, đấy bình thường. Cái chỗ thêm mới này, thêm mới cho bước một bình thường, tạo kết nối bình thường, sự kết nối này, đối tượng kết nối này, mỗi cái query thì khác này. Đấy, cái query bây giờ mình không thể xây nữa, phải là insert, em copy bên SQL ra, copy bên này này, chỗ này thay vào đây. Đá quá nhỉ. Cho nó chơi nó gọt đi. Cái viết công nghệ dạng này chính là dạng thời kỳ đồ đồng đồ đá. Em viết inline làm sao? Đấy. Bây giờ cái giá trị của các em điền thẳng xong đây, cực kỳ ép vào trong cái trang nhé. TD tủ lạnh này, dụ đây là mã hàng là H1210 này ạ. Common này, phần SQL xong thích xét. Cái chỗ dưới này lúc này mình insert, khi mà dạng insert này, update này hay delete nó thuộc truy vấn không trả về kết quả, nên các em không dùng dạng này. Không dùng cái editor này nữa. Không còn dùng này. Mà chỉ cần thực thi cái câu lệnh insert thôi. Nếu là các em dùng cái SQL common. Đây thì cần CMD này, chấm exec. Và nó là trả không trả về kết quả là exec non query, các em chọn exec non query. Không cần lưu vào đâu cả, vì nó chỉ là thêm thôi mà. Đầu tiên đóng kết nối bình thường. Rồi chưa chạy chương trình nhá. Đây, chương trình chính của mình chưa gọi hàng nào cả.
rồi chạy lại cái select từ bảng danh mục hàng active này, select này, window này. Đây, ở F5 này. Được 3 mặt hàng. Trước khi chạy được 3 mặt hàng này, bây giờ chạy nhá. Gọi cái thủ tục thêm mới, à cái phương thức thêm mới. Thêm mới này. Giờ chạy chương trình này. Đấy, khi nó thành công. Tan đi. Rồi chạy này F5 này. Các nhìn thấy một hàng mới chưa? Cái thứ 4 này chính là cái vừa thêm một thi tác. Đúng không? Đây này. Vừa thêm trong thi tác mình ghi là chỗ 210 này. Còn lỗ này bây giờ chạy tiếp một thi tác các em nhìn này. Đấy, một hàng lỗ thì đi ra chưa? Thấy đọc được lỗ là gì không? Đây này. Khi nó thành công nhá. Lỗ này system.data.xml.xexception này. Violation of primary key content trong cửa hàng không thể, đây là chèn nhân đôi khóa, tức là mình chèn hai khóa liên tiếp, chính là cái câu lệnh này. Còn insert mình viết hai lần cái khóa, cái mã hàng là H2100 có rồi, chèn tiếp nữa bị lỗi đúng không? Nên cái lỗi mình chèn bình thường vào, đây nó thông báo đây. Rồi anh đổi cái mã khác chạy thành công bình thường. Thêm một cái mã mới là 22 nhá. Ở đây là có 4 mặt hàng F5 thì là 4 mặt hàng. Chạy thì sao tiếp này. Đấy, thành công. Giờ kết nối thành công bỏ cái này đi. Kết nối thành công bình thường rồi. Giờ em thêm là thêm mới thành công. Cho lại xuống dưới. Đây. Thêm mới nhé. Thêm mới. Lỗi thêm mới nhỉ, lỗi thêm mới này. Thêm 5. Thế các em xin là lỗi thêm mới vì xem một lần rồi. Anh sửa lại cái khóa. Cho khóa khác đi. Thì là hàng mới, hàng hot đi, được chưa? Em làm này, mình sẽ ghi là thêm mới thành công. Lúc này chạy sang FPL xem kết quả này. Giờ các em nhìn thấy hàng hot và thêm chưa? Đấy, mình thêm một thi tác. Và các em nhìn thấy chỗ này là tất cả cái giá trị mình đều là thích cứng, đúng không? Hàng hot thích cứng, thích cứng này. Đợi động các em phải dùng cái console.bitline bình thường mình thêm một thi tác. Giờ các em phải thêm vào này. Đấy. Bây giờ thêm mới này. Thử bàn 9 này. Rồi thêm vào nhá. Các em thì trên mình này. Em chấm ta. Được mã hàng này. Em vào xin. Mã hàng. Mã có phần này. Chấm pin ngang. Được chưa? Chúng ta nhập mã hàng trên hàng. Chúng ta nhập mã hàng trên hàng. Chúng ta nhập lên vị tính. Vị tính nhé. Đơn vị tính này bằng Fortnite. Chúng ta nhập. Đấy. Và cái giá trị thích cứng này mình không để là hàng hot hay là cái H234 nữa. Mà em chuyển thành biến thành các cộng chuỗi cộng với mã hàng này là cái biến của mình này, đóng vào kép và ok chưa? Mình thay thế cái giá trị thích ứng bằng cái giá trị mình nhập ấy. Tiếp theo này, cái tủ lạnh cũng vậy này, các em không để tủ lạnh này thích ứng qua, các em xóa đi. Đây, cái thúc xong này, kép này, các em cộng với tên hàng bên ngoài. Tiếp theo đóng lại kép vào. Còn đơn vị tính là cái không để thích ứng được cái nữa, rồi người ta nhập thì chuyển này cộng vào với đơn vị tính, đóng lại kép vào. Đấy. Cái này là dạng thời kỳ đồ đồng, đồ đá này, các em làm thêm khổ một chút. Đến sau quen quen chuyển cái này hết sang thủ tục. Đó nên làm minh họa để các em sẽ đẻo code. Với nhiều thằng trên mạng có thể tìm code tham khảo để viết rằng này. Viết in thì rất là khó đọc. Đây là có 3 cái viết cộng như là sẽ khoảng 10 cái viết dài là dài dài đâu. Khó chịu lắm. Đây ví dụ minh họa là nam mình sẽ dùng thủ tục. Giờ chạy thử nhá. Bây giờ nhập mã hàng này, hàng input này, được chưa? Tiếp theo tên hàng là fnew này, đơn vị tính là unit này, thêm một thành công, ok rồi. Rồi kiểm tra fpl có chưa? Đây là chương trình chính xác là fpl, một khi các em phải fpl thêm hết đúng không? Rồi sẽ từ trong màn này. Các em nhìn chỗ hàng input fnew unit rồi, đấy mình vừa xong mình nhập vào đó cái đấy.
Và các em thể thêm được nhiều cái bằng cách dùng vòng nạp. Đấy. Nước này vòng là du qua này. Hoặc là mình có thể nhập thêm người ta nhập bao nhiêu mặt hàng ấy. Mình làm một cái này này. Nhập số lượng hàng. Đầu vào. Số lượng mặt hàng ấy. N, em báo N là tầm in. Tầm phát. Personal. Tầm in này được rồi. Các em dùng một form. Dùng một form thì có ích. Tab này. Y nhập N này. Nạp N này đúng không? Em ở đoạn này thêm một thành công này. Đấy. Thấy chưa? Nhìn này, viết các em chú ý lúc viết thì căn nền luôn. Kẻ ra một đường, em nhìn và em nhìn kẻ này. Đây, ta thích voi kẻ một đường thẳng đúng không? Chai kẻ đường này, không kho kẻ một đường, thấy không? Cái nấu cho mình rõ đi. Nhìn nó rõ hơn không? Đây này, kẻ một đường này. Cái thằng dòng này bên trong không được vượt qua cái biên này. Kẻ. Đó, để bút một kẻ. Rồi, giờ nhập em số ngân hàng chạy lại này. Nhập số ngân hàng bằng 3 này. Đầu tiên là hàng 1 này. Hàng 1 này. Tên hàng hàng 1 này, tôi để tính là U1 này. Nhập mã hàng này thì tính tên hơi xấu nhỉ. Hàng 2 này, tên hàng là hàng 2 này, U2 này. Nhập mã hàng hàng 3 này, tên hàng là 3, U3. Đấy, Enter này. Bây giờ vào SQL kiểm tra, được xong thêm 3 cái mới. Thì trong này có 3 cái mới nữa, và 5 năm. Cái này hàng 1 này, U1, hàng 2, U2, hàng 3, hoa thiết kế mình vẫn thêm vào. Là bán nữa SQL cho mình. Thế nhẹ nhàng. Nhưng nó hơi rồi đúng không? Cho này xuống dòng này đây. 2 này. Bên hàng này. TV Samsung. 21 in này. Từ tính là cái. Nhập mã hàng là TV LG 51 in. Đấy, bây giờ cái tiếp theo là FPL xem bình thường. Đấy, thêm các mặt hàng nữa. Đấy, TV vừa thêm này. Đấy. Tương tự các em làm với các bảng khác. Đấy. Tên mới này. Chưa xuất xong.